Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ định giá Bitcoin những giờ và ngày tới đây cho bạn Mình tên là Daniel, tới từ Tiên Academy, kênh về đầu tư, về tư duy, hay nhất tại Việt Nam Ngay bây giờ mình đang ở trong cái khung 4 giờ, và giá Bitcoin là 16.736 à, Vừa rồi, OSI đã xuống à, dưới 30, okay? và cũng giống như à, mình định giá trước đây, nó bắt đầu... À, Gọi là trèo lên lại Thì vừa rồi cái giá của mình là nó có có đi ngang và lên chút xíu Và ngay bây giờ là nó bắt đầu đáp cánh xuống lại Những giờ tới đây Cái phần trăm mà giá Bitcoin sẽ nhảy xuống được 16.100 Và 16.200 là khoảng 65% Sau khi nó chạm được 16.100 hoặc 200 Thì nó có thể có một cái short rally ngay đây nhảy lên và nhảy lên thì mình sẽ đợi nó nhảy lên ở đâu và mình sẽ phải đếm những cái sóng đó và mình định giá giá của nó sẽ đi xuống như thế nào. Nó có thể đi xuống 14.000 thôi hoặc 10.000 cũng giống như những thông tin mình đã chia sẻ cho bạn cái video vừa rồi. Mỗi ngày mình cập nhật cỡ khoảng hai cái video về giá của Bitcoin uh, cho bạn. Thì để bạn hiểu sâu xa cái câu chuyện thì bạn phải coi ít nhất là những cái video vừa rồi. Ok. Thứ nhất là cái gì? Bởi vì giá của Bitcoin cũng giống như cộng đồng tiền điện tử nó thay đổi hàng giờ. Ok. Thì bạn nên nếu mà coi thì ít nhất phải coi hai cái video bạn mới hỏi được bạn mới hiểu được hết cái câu chuyện nó như thế nào. À, thì nếu mà nó lên càng cao Ok, thì đáp cánh, lúc mà nó đáp cánh đó, xuống cỡ khoảng 14 ngàn thôi. Nếu mà nó không lên, nghe, nó không lên, nó gọi là, nó nhảy lên chút chút thôi đó, thì nó đáp cánh thì khoảng cỡ 10 ngàn. 10.000 uh, Bitcoin. Ok. Những giờ tới đây để mình nhắc lại thêm một lần nữa là nó sẽ đi ngang và đi xuống 65%. Ok. Thì đó là cái thông tin mình muốn cập nhật cho bạn ngay bây giờ. Ngay bây giờ là 3 3:38 38 uh, chiều. Ok. Tối mình sẽ cập nhật lại nếu mình có thông tin mới cho bạn. Mình tên là Daniel, tới từ tiền Academy, kênh về đầu tư, về tư duy hay tại Việt Nam. Xin chào mọi người.